Đẹp đấy chứ, một mình, đó là một mình em làm thôi, cái hai hay là hai vợ chồng. Cái này cà phê của em thì trái ít quá nhỉ. Em đang thuê người làm à? Cái này em để cao thế, bấm đoạn đi. Sao để cao vậy? Cái này là ăn, cái này là em đa thân không hấm ngọn hay là em để ngọn? Bữa nay em để lên cao mình bấm anh. Mình bấm á. Mình Cái bấm này rồi. được cao quá. Cao quá anh. Cao quá. Hồ tiêu đẹp nhỉ. Cái đây được mấy 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 trăm triệu em? Nó chắc phải cả ngàn chỗ anh, Ngàn. khoảng ngàn đó. Còn ngàn luôn á. Dạ. Nhiều nha. Hôm nay thu chín đấy anh. Ừ, sao không rong hết mùa này, sao rong hết đi, đợi cao cũng lên nó nào mình rong bớt đi chứ, năm một hai bữa lên nó nào là sầu riêng tút ở dưới sình à, dưới sình luôn nhá, chứ không phải đây đúng không, dưới bằng luôn. Là một mình một thửa của em ở đây là được 4 hết. Dạ. À, một thửa thôi, ngon nhỉ, đất đây đẹp mà. Là em trồng tiêu lại là năm thứ mấy rồi? Hồi em cưới là già ông chồng bắt cho chồng lại tiêu chết rồi. Là trồng lại hả? Dạ, chồng lại luôn cái chỗ cũ thôi. À, Giờ mới lên được cà phê này em bỏ phân được mấy lần rồi? hai lần ba lần đó, Cà phê là bỏ hai lần là NPK, lần phân gà đầu mùa. là đầu mùa chứ không không ủ phân kia, không không ủ phân phân đầu này à? À, Với xịt cái thuốc của anh nữa là xịt quen được hai được lần. được hai lần đúng không? Đẹp đẹp thế, cà phê này đẹp à? Cà phê cái những cái cây mà em bị nó tháo cành trên kia em hạ nó xuống, em hạ em nuôi chồi lại em để thấp thôi, đừng để cao quá. Cà phê này em để cao. Mỗi năm thì cứ bình quân một tương đây thì em thu được bao nhiêu cây cả, bao nhiêu tấn cả? Rồi em thu 6 tấn rồi. 6 tấn à? À, để này thôi em này. Để cao quá, em để cao quá. Cái này đợt trước em cũng cưa đi này đúng không? Em cưa em ghép không? Cái này không ghép à? Cái này sau em để tao làm thế này nuôi tiếp, nuôi cao lên tiếp. Sao không có trái gì, ít trái vậy? Năm rồi ít trái vậy. Em để thưa cành đây em ạ. Đây này anh nói em nghe này. Cái cành đây này em bẻ cái này đi. Bẻ cái này đi. Làm để thấp thôi, để cao quá. Để cao quá nó không có trái đâu. Để cao quá. Đó, để được tính cái lượng cành vừa vừa thôi. Tại mình thấy ít trái quá anh. Em để ít trái quá, em để nhiều cành quá. Cành để cao quá. Cái này năm tới này em đây này anh để anh chị em này, năm tới này. Năm tới á là cái lượng cành của em rất là nhiều này. Còn có mình đây hái cà đây, cà đây thì chắc chưa vô nhân đâu. Bắt đầu vô đèn cây cà này chắc là thu có chắc tầm đầu tháng, chắc còn có tầm cuối tháng 11 tháng 11 rồi, đúng không? cuối tháng 11 Cuối là cuối, chắc cuối, cứu. cuối 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 tháng 11 bắt đầu hái đúng không? Yeah. Hái xong em xếp bạn nước đi. Xếp nước. Không tưới gì hết, xong bắt đầu em xếp vừa vừa thôi. Đừng 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 ấy, xong bắt đầu em phun phun kích bông. Em phun kích bông nó mới ra được nhiều, chứ còn nếu mà em xiết nó quệ quá đâm ra cà phê nó suy. Nó suy á. Xong rồi em kích bông xong bắt đầu là cái kích tầm hai lần đó. Sau đó em tưới lại. Ở đây em tưới bét tưới gì? Tưới bét anh, toàn bét không. Tưới bét mình sao cái này tiêu thế này nó cao này sao em tưới được? Tưới được hết anh. Tưới được hả? Yeah. Ừ, tưới 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 thì rõ tưới bét tưới cho nó. Chứ đừng có ép cào quá, tức là mình đừng có xiết khô quá. Dạ yeah, dạ. Xiết khô quá là cây nó đuối lại, sau này mình bón phân nó nặng nó mà. Đây này cái cành. Cái này của em thì cành nó nhiều này, cành dự trữ nhiều này. Nè. Cành dự trữ nhiều quá nhiều mà, cành cả đẹp quá mà. Năm vừa rồi nhiều anh. Trái nhiều. Năm vừa rồi nhiều. À, được 10 tấn không? Năm vừa rồi được 6 tấn á, 6 tấn nhân á. 6 tấn nhân mà mấy héc? 3 héc. 3 héc vậy là ít chứ. Bình quân héc có được có 2 tấn rồi à? Ít mà. Nhưng mà cái khúc phía kia thì chưa thu, khúc trên đầu cũng chưa thu. Cái này cà phê này đẹp là năm nay em cố gắng em xịt được cái thằng tạo mầm á. Dạ. Xịt tạo mầm chứ đừng 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 ép nó quá nhờ. Truyền thống của mình bà con mình là cứ để là ép ép khô. Cho nó tưới nó bắt đầu nó bắt trước đầu tính thả đòn nhưng mà thấy không cái thừa quá thả đòn thừa quá thừa thấy nó thừa hiu quá đúng là thừa quá thừa thấy thôi bấm không. đọt nhưng mà cháo nhưng mà đẹp mà cả thế này là đẹp quá mà. Năm tới em hút bạc này, lựa lựa cành bỏ đi em. Đây
lựa cảnh bỏ bớt đi, đừng có tham quá là dày đẹp, mùa khô nó nhiều lắm. Cái này em bấm vào đó đi, để thấp thôi, để cao quá. Cái này em để một tầm 1,5 mét quay đầu thôi, nhá, đừng để cao. Cái này em để 2 mét, gần 2 mét rồi. Cái này em tự làm hay là thuê người làm cài cành này? Em thuê người làm luôn. Ôi giời ơi. Thế ngày thường thì em làm gì? Thường có nhiều công việc quá phải thuê người làm. Bình thường là em làm thêm cái gì ngoài? Đâu làm thêm, mình làm rẫy. Làm rẫy thôi á? Mẹ, ông cái này là ông chủ con rồi. Là thế này, cả này em mới trồng đúng không? Cái này ấy đi, bấm đọt đi. Dưới này chưa làm ăn. Ừ, xong làm... cái này em để cao quá. Đúng không? Cái này để cao quá. Cái này để cao quá, để bấm đó, bấm xuống đỏ là nó mới lên loại. Với hai là cái chồi ở trong thân em lược bớt đi. Đúng không? Lược bớt đi. Đó. Ủa, đẹp quá chứ. Cà phê này quá đẹp luôn. Đang đông đẹp quá. Trong đây là cái này chắc được tầm 3 tháng chưa làm cỏ. Đến 3 tháng chưa? Nó mưa nhiều quá. 3 tháng chưa làm cỏ. Đẹp mà, cà phê em đẹp đó. Đây này, cái bụi đây em để cao quá này em này. Bụi này em để cao quá này, bấm nó xuống đi. Bây giờ em thấy không? Em bấm muộn phát là bắt đầu cành bắt đầu toàn bộ bên trên hết. Cái tầng dưới nó coi như mất hết cành rồi kìa. Này, cành dưới hết. Bây giờ em bấm bên trên, bây giờ toàn bộ cành tốc đít hết. Đó, mà cà phê nó tốc đít là chạy sản lượng nó ít lắm. Đó. Cho nên là em bấm nó đi, em bấm càng sớm càng tốt, bấm đi ha. Bấm nó xuống để cỡ tầm 1,5 mét quay đầu thôi. Chứ đừng để cao quá sau này người ta hái em biết không? Người ta hái á, người ta cao quá tầm mấy, người ta bắt đầu người ta víu xuống. Giật. Người ta víu xuống, bắt đầu cái cành của mình nó xả xuống, bắt đầu nó gãy một nửa. Mà cả nó tụt sản lượng lắm. Đừng cao quá nhá. Bởi vì bây giờ cả phần là người ta khoán á. Người ta hái nhanh mà để cao quá ai mang ghế mang thang đi cũng hái đâu. Đúng không? Đấy. Cho đây mình để vừa thôi. Thế này em thấy không? Cả này em bấm đi. Làm xong cái là lấy kéo bấm đi cái bấm tụt xuống là mình giữ được cái cành chân này. Mình ăn được cành chân này, đúng không? Chứ còn để cao quá là nó khó làm lắm nhé. Đây, đẹp không? Cả đẹp thiệt. Úi chà. Cả này hình như là hôm đợt trước em hái xong bắt đầu em có hạ nó xuống thôi. Anh thấy đa phần là thân mới hết. Đúng không? Cái này hình như là thân mới hết này. Một cây hình như mấy thân? 1 2 3 4. Kiểu mình để thêm anh. Để thêm à? Dạ. Toàn hoặc là tầm 4 5 thân. Mình thấy nó ấy quá. Cái này đẹp quá này, em bấm xuống đi. Tranh thủ chứ không nó tốc đít hết là tốc chân hết là nó tụt sản lượng em ạ. Dạ dạ. Đẹp quá. Ơi chà. Công phát cỏ ở đây một ngày bao nhiêu? 400 anh. 400 là xăng mình. Xăng mình. Máy họ. À là 400.000. Cũng cao chứ. Ở trên anh có 350 thôi. Công ở đây đi làm là 300.000 ăn. Ôi, cao thế. Dạ. Giữa anh 250. Là hái cà đây là một khoán hay là hái từ 2 ngày em? Khoán ăn. Khoán là một... Lắm vừa rồi em khoán ngàn bốt à. Ngàn bốt à. Cũng rẻ đấy. Trên anh bây giờ công nó rẻ nhưng mà khoán cao lắm. 1,3 đến 1,5. Đây này, ui giời. Hãy đi, bẻ trôi đi. Đây, cao quá. Này. Đây này, để tầm để một cú thôi. Ui giời, cao quá. Em để vậy nó mất cái tầng chân, mất tầng chân là khó lắm. Thà ví dụ em thả đọt luôn, em ăn xong em hạ xuống thì được. Hậu năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Em 26 anh ạ. 26 à? 26 là cưới vợ từ năm 2019. Là cái vợ năm 21 tuổi. Dạ. Sớm vậy. Dạ. Đây này, cà phê như em không ăn chơi. Em để như này, em bấm đi là em giữ được cái dàn chân này nha. Dạ. Chứ em mà để cao quá là nó mất cái dàn chân đi làm sao là khó lắm. Thà em thả đọt luôn thì em để dàn chân cái dàn cao em ăn xong bắt đầu em cưa nó xuống. Nhưng mà sau này nó ngã ra mình phải cột dây là không cột rồi. Nó té hết, nó cả để cao. Thảo, nó nhìn thì biết rồi. Nó để cao quá thì nó nguy cơ nó bị ngã. Xé cây. Dạ. Gió cây đồi này nhưng mà em để thấp thì nó ít. Dạ. Đó. Cà phê thường thường á là cà phê nó hãm ngọn ấy, thường thường là chỉ tầm đến 1,3 m người ta sẽ bấm đọt. Bấm đọt để giữ được cái dàn chân.
Sau đó ví dụ em ăn được 1 năm 2 năm, bắt đầu em muốn nói chung cây cà nó cao thêm thì em nâng cái dàn chân lên thì em nuôi thêm khoảng cỡ tầm 30 phân nữa. Đó, em nuôi chồi thêm 30 phân nữa là đẹp. Cái này em chơi một phát một nó cao quá. À, đẹp chứ. Xanh đen đi. Em bỏ NPK là NPK là của thằng nào? Thằng Việt Nhật, Việt Việt Nhật, Hàn đó anh. Việt Hàn đúng không? À, Một cây cho mấy ký? nặng 2 nặng anh. Thế thôi á? Dạ. Ít vậy á? Dạ. Con bỏ có 2 đợt à. Một cây lạng có 2 lạng cái cân nhúm thế à? Phải hơn chứ, cây phải tầm được nửa ký chứ. Không có, thì 2 lần chắc được nửa ký anh. 2 lần được nửa ký, với lại đa phần là phun cái phân bón lá của anh. Dạ. À. Được chứ nhỉ. Đây là để anh cắm cái thằng thằng BH coi cái đây chắc tốt rồi, chắc cả chẳng cần cắm đâu. Đây 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 chắc tốt rồi. Tốt. 6.8 thôi gì, đất hèn gì chả tốt. Đó em tốt lắm. Úi giời. Đi xe máy được xuống dưới kia không? Đường đi Úi giời. chơi đó, đường Trời mưa là sao xuống? đi chơi đi. Móc chiếc áo giáp mà đi. Là sầu riêng ở bên kia. Ở dưới à? Dưới sân luôn á. Đó. Đó, À, dưới dưới cái bàn đó. sình anh cái tưởng em trồng trên này, giờ dưới đó thì hơi khó. Để xuống cái tí anh phân tích cho tại sao cái hàng của em phần lớn là 2 năm nay nó bị hàng 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 gai của nó bị sương đó. Dạ, xương nhiều ạ. Đúng rồi. Cái những cây đợt, em quay hình ảnh cho anh nhá. Cái này nó gần nước quá. Đó, nó gần nước thì mùa khô ở đây thì được, nhưng mà đến cái lúc mà Khô thì được. mưa xuống là nước nhiều, nó gần nguồn nước mà. Rồi khúc cuối kia nó mới gần nước nữa. Gần nước thì khó, hơi khó hậu ạ. Tại sao ngày xưa không trồng bên trên mà trồng tút như này? Là ngày xưa ông già là trồng trước, xong là cho em. Là em cứ thế làm lên. Hồi xưa cây bắt đầu với qua đầu nhận cái quả nào. Rồi, như cái này thường thường là hậu bỏ phân là một cây là phân nở là bao bao nhiêu ký? Phân nở đây này. 3 2 3 ký anh. Cái này 2 3 ký không đủ đâu họ. Cái này một lần em bỏ có tầm 6 7 ký, 8 ký, ừ, bỏ xung quanh gốc này. Em kéo đọt thì nó mới được, chứ cây này này lá nó bé quá. Lá hơi bé. Đấy, lá hơi bé. Cái này em đi phân phân nở với lại là phân đậu nành nhiều vào. Dạ. Ừ. Còn em NPK cái này không giải quyết được vấn đề đâu. Em đâu có đi NPK đâu. Ví dụ như làm Kiểu nuôi trái em mới đi một thôi, nuôi không bình trái. thường em không đi. Còn cái này ví dụ như là Toàn chơi hữu đất cơ. đất này đây này, đất này là ngày xưa là anh nói em nghe này, nó không phải đất như trên kia. Đất này là đất sình này. Đấy, đất sình của nó thì cái nguồn dinh dưỡng của nó không bằng 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 trên kia đâu. Không bằng Ừ, đúng thì nếu ví dụ như là em có nguồn phân hữu cơ với phân bò không? phân gì đó em đã thêm cho nó, Dạ. chứ cái em thấy là bao nhiêu năm là cái cây này cái lá nó không 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 có to được Dạ. đấy. Đấy, thì BH anh nói với em này, BH chắc chắn là thua trên kia này, không chạy đâu được. Mấy? 600 5.2 à? 5.2 đúng không? Dạ, 5.2 quá. 5.2 đúng không? Chứ kia là 6.8, ở đây có 5 5.2 em thấy không? Nó khác nhau rất là xa. Đấy. Cho nên là cái pH cái là cái pH nó thấp thì cái dinh dưỡng của nó hấp thụ rất là kém. Em không? Đó, cho nên là nếu ví dụ như là cái này em cải tạo đất bằng cách là em rải phân hữu cơ nhiều vào. Một là đi phân phân gà nở. Tại đất nó nén xuống ăn. Nó nén. Đất Không, đất này đất sình. nén, đất sình nó Chứ nén lúc chứ không nào nén xuống. chứ không phải như đất trên kia. Dạ. Như đất trên kia thì lúc anh cắm một phát rồi pH gần 7 luôn. Mà cái này có 5.2 thôi. Dạ. Đó thì em biết Là khác biết biệt rồi. đúng không? Dạ, Là đo là biết rồi. khác biệt rất là lớn đúng không? Như cây đây vậy này. Cây đây thì còn tạm được này, nhưng mà nó vẫn thiếu, nó nói về cơ bản đó là như như cây sầu riêng này này. Là làm trái ấy, là hơi 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 khó đẹp. Tại bởi vì cái lá bộ lá của nó rất là yếu. Đúng chưa? Nói hai nữa anh phân tích cho em tại sao cái hàng của em 2 năm nay toàn là hàng xương, hàng 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 heo đúng không? Dạ. Hàng heo á là nó có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là nó rụng nhiều, cây còn ít Dạ. dinh dưỡng, bắt đầu là cái trái nó không có trái dinh dưỡng, bắt đầu lớn nhanh. Dạ. Còn nếu mà hàng cái gọi là cái gai nó bị sương á
là do phần nó gần cái nguồn nước. Đấy, cái mùa khô thì nó thiếu nước, nhưng mà cái mùa mưa là em biết là cái nước này rất là nhiều gần nước này. Mưa nhiều. Đó, mà cái cây sầu riêng nó gần nguồn nước á là cái trái rất là xấu. Đó, trái rất là xấu nha. Đấy. Không phải là nói như vậy, không phải là anh nói là anh nó còn cứ bởi vì sao, tại sao nói là ở dưới mấy anh em miền Tây á là gần nước sao người ta làm đẹp như vậy. Đó, mình không bì được, bởi vì cái kỹ thuật của mình chưa đạt được đúng như họ. Họ là dưới đó là họ biết hết rồi. Đúng không? Nhưng mà cái thần thái á là gần nguồn nước á, và kể cả dưới miền Tây cũng vậy, hàng rất là xấu, nó không đẹp như trên Đắk Lắk. Đó, chỉ có thằng đi sáu á thì mới đẹp. Đó, thằng đi sáu mới đẹp, chứ còn thằng Thái mà gần nguồn nước á thì làm kiểu gì á trái nó không được tròn đâu. Đó, anh phân tích kỹ như vậy. Đó. Như ngoài đây thì được này. Hồ em nhiều đấy chứ nhỉ? Xung quanh luôn là hồ luôn. Ấy da. Cá ở đây chắc cũng nhiều đấy, cá phi rồi. Đây, cây như cây này thì còn tạm được này. Đó, như cây này tạm được này. Đó. Cái này em chưa làm cành à? Chưa làm luôn đó. Dọn đi em. Đó, như cây này thì em giờ em chắc lại phải kéo thêm cái đọt nữa. Giờ mình đang làm cành xong rồi bắt đầu mình kéo rồi. Mình kéo như cây này á, để anh dọn cành như thế nào? Như đây anh chỉ cho em kéo cái đọt, em giờ em dọn cành đi. Tạo vết tạo như thế nào? Đây anh em dọn đây. Đây nhá. Như em không ngồi đây anh chỉ cho hậu ơi. Không cần đâu. Đây. Cái cây đây thì cơ bản được rồi này, không cần phải làm nhiều này. Em băng trái từ đây này, từ khúc này đúng không? Mà ra đến khúc này ok được chưa? Cái khúc này để lấy đọt đúng chưa? Tạm thời á là em kéo cái đọt đó là em để lại cái lá này cho anh. Cái lá này chưa cần này. Đến khi mà chuẩn bị làm bông em dọn hết. Em dọn hợp lý hơn đó. Em dọn từ đây ra tới đây nhá. Dọn từ đây ra đây để cái ví dụ như cành này á, em cảm thấy cành này mà lấy được trái được ra tới đây á thì em bỏ cái cành này cho anh. Nhá, bỏ cái này đi. Đó, thì toàn bộ đây được này, thấy nhá. Như đây vậy này. Như đây là em lấy lại cặp này nhá. Cành này được rồi. Đó, như cành đây này. Em dọn ra tận kia cho anh. Như cành đây này. Đó, dọn đây. Đó, dọn ra giùm cho anh. Đó. Sau đó là ví dụ em tạo vết thương cho nó rồi, nhưng mà cái vùng của em đây nó gần nguồn nước này là nó nhiễm bệnh rất là nhiều. Thì em mỗi lần em cắt vết thương cho nó thì em xịt nấm bệnh cho anh. Nhá. Cắt xong rồi. Đây cây của em bị khuẩn thôi. Đây cây của em bị tạo rất là nhiều này, thấy nhá. Tạo nhiều này. Thì em mua vôi bột á. Em mua vôi củ á. Năm ngoái em cũng nào. Làm cái thằng bó đồ đồng em xịt lại hết cho anh. Đó. Nếu mà không có điều kiện. Giờ mình đâu có xịt được đúng không? Xịt được hết. Cái thằng bó đồ đồng giai đoạn nào xịt được hết. Cứ tháng ví dụ em có công tháng em xịt cho anh 2 lần. Là toàn bộ cái này nó sẽ hết nó hết này. Còn nếu mà em không có thời gian làm cái đó thì em ra ngoài thuốc bảo vệ thực vật. Em mua cứ loại là thuốc nào mà gốc đồng ạ. Em xịt cho anh. Có tốt lắm được nhá. Nhưng mà cơ bản là anh chỉ em là làm cái bó đồ đồng ạ. Nó rẻ tiền hơn. Đó. Rẻ tiền hơn mình phải chuẩn bị cái công cuộc đón nhận cái giá cả nó thấp thì mình làm sao cái chi phí nó thấp thôi. Chứ đừng coi có chạy đua quá nó hồi là giống như cái vùng đây là Nam Giang của Đắk Song à. Ngày xưa là thủ phủ của tiêu đúng không? Đó, báo chí đưa tùm lum hết, bây giờ là bỏ xứ đi rất là nhiều rồi. Đúng không? Em vào tâm điểm em biết rồi. Đừng bao giờ đi theo viết theo đổ của tiêu nữa. Đó, bây giờ mình làm nên là diện tích của em rất là nhiều luôn. Em thuộc dạng đại gia gọi là đại gia trẻ cái vùng này đó. Là tiêu rất là nhiều, cà phê rất là nhiều cái này này. Em cứ chấp nhận là em làm để em thu nhập thêm thôi. Đó, nhưng 150 cây sầu riêng này mà em làm ngon lành nhân tưởng thuộc dạng đại gia đấy, không phải ít đâu. Đó, nhưng mà rất là tiếc là ngày xưa các cụ ấy là trồng ở cái dưới đất sinh này này. Rất là khó em không? Nhá, dọn đi nhá. Cái này được này. Cái này là làm trái ok này. Đó, toàn bộ khu vực này là làm trái đẹp này. Đó, làm trái đẹp. Được, làm cành được ok. Cái này là cũng theo ăn. Không, năm nay chắc chắn là bởi vì em chưa dọn đấy. Bởi vì em hỏi ăn đấy. Bởi vì em là theo anh là 4 năm nay rồi đúng không? Thì năm nay là anh sẽ xuống trực tiếp anh làm cho em. Cứ một tháng ví dụ đến giai đoạn mà nó làm bông làm trái là một tháng anh xuống một lần. Để anh nói chung là anh em cùng làm ha. Đó, nó cùng làm cái này. Cái này đất này này. Cái này là ok này. Toàn bộ cái này là ví dụ như là lúc mà làm bông ấy mà nó mưa nhiều á là em tháo hết nước cho anh, tháo bớt nước thì khi đó nó mưa rồi á
thì cái chuyện mà nước là không cấp thiết lắm. Nó chỉ mùa khô thôi, mùa khô em để nước được nhá. Còn cái mùa mưa, khi mà mưa xuống là cây nó không cái giai đoạn là cái về sau anh phân tích cho em rồi. Cái cây sầu riêng mà lúc mà nó mới xả nhị xong. Nó đang xả nhị mà nước nó nhiều quá nó làm loãng phấn. Dẫn đến cái sự thụ phấn nó không có đạt hiệu quả cao. Đó, thứ hai nữa nếu mà thụ phấn xong mà nó nhiều nước quá nó làm cho trái sầu riêng mình nhá, nó có đậu nhiều quá thì cũng trở thành hàng xương rất là nhiều luôn. Gần nước nó nhiều nước quá mà nó dư nước mà, thấy không? Cho nên là cái em phải tính toán chỗ nào tháo được nước là em tháo cho anh. Cái mưa xuống là tháo liền nhá. Mưa xuống là tháo liền. Đó. Cái này tháo là mình mở cống hay là mình dùng nước? Dùng máy bơm. Mình mở nước. Mở nước hả? Đó, cái này không mở được thì mình phải dùng máy bơm. Cái này nhá, cái này là ok này, cái những cây này là ok này. Em chỉ cần nếu em đã kéo tiếp thì kéo, không kéo là quay ra chuẩn bị làm bông luôn. Em chỉ kéo những cây xấu thôi. Những cây đây này là ok rồi này. Nỡ nó đi đòn nè. Ở đây thường thường là tắt mưa giai đoạn nào? Những bữa nay thấy ít mưa lại rồi em. Ít mưa lại là tắt mưa, thường thường ở đây là em để ý cho anh là vùng đây bà con mình làm sầu riêng sớm không? Cũng sớm. Năm ngoái em cũng làm sớm mà có người cũng làm cũng sớm, sầu riêng Thái luôn. Làm sầu riêng sớm luôn, tức là khoảng có tầm 1 tháng nữa là cỡ trong tháng 6 là người ta có sầu riêng bán rồi. Tháng 6 thì thế thì thôi, không quyết định là không kéo đọt nữa. Em chỉ kéo những cây xấu thì có khả năng là làm cũng được không làm cũng được để phục hồi. Bây giờ những toàn những cái dàn đây này là em làm được hết rồi này. Là bởi vì sao là cái này nó mới lụa này, bây giờ nếu mà em làm nữa, em làm nữa phải mất 60 ngày nữa. 60 ngày nữa thì mất 2 tháng nữa thì nó muộn mất. 2 tháng. Đúng không? Giờ đang tháng 9 rồi. Tháng 9 thì khoảng có tầm 9 tháng 10 1 à. Cuối tháng 10. Cuối tháng 10 á. Cuối tháng 10 âm lịch cho là em rải lân luôn. Thì bây giờ tính ra là đầu tháng 9 rồi. Còn có tháng rưỡi nữa thôi. Nhá. Là ép luôn, không có kéo đọt nữa, nhưng mà nhiệm vụ của em á là phải giữ được cái cơ đọt cho anh. Là cứ tầm cứ 10 đến 15 ngày em phải xịt cho anh nhện đỏ với đây là hút chích một lần. Nhá. Bây giờ nhiệm vụ của em á là anh sẽ về anh nghiên cứu cho em, là em sẽ làm dày cái bộ lá này lên cho em. Đấy, anh sẽ hướng dẫn em, nếu mà anh có thì có, không có thì anh sẽ hướng dẫn em mua amino ngoài được. Cộng với lại là một số thành phần phân em làm cho cây đọt này nó dày lên. Bây giờ làm dày lá và dày đọt thôi, chứ giờ không kéo đọt. Bây giờ sao cái đọt này của em mới lụa này, thậm chí nó chưa mở hết này, thậm chí chưa mở hết được chưa đó, mà hai lần của anh đúng không? Dạ. Mà bây giờ mà muốn làm thêm cây nữa thì rất là lâu. Bây giờ em ép lại để kéo cái đọt cùng với của bông luôn. Dạ. Nhá, quyết định là không đấy. Quyết định là không kéo đọt nữa. Bây giờ là em cứ đi em giờ chỉ giữ cái bộ lá này thôi. Có khả năng á là em bón cho anh một cây tầm 5 kg phân nở nữa. Để cho cung cấp cái dinh dưỡng cho nó, để cây lá này cho nó dày lên nhá. Với lại anh gửi phân xuống cho em để em làm dày lá. Đấy thôi. Còn lại là em cứ bây giờ nhiệm vụ của em là xịt nấm. Với lại xịt thằng nhện đỏ với lại hút chích cho anh. Thế rồi, còn bây giờ không xịt kéo đọt nữa nhá. Đấy. Đẹp này, toàn bộ đây đẹp này. Cái này được rồi em. Cái cành này em làm ok rồi này. Nhá, cành này ok là đến khi mà chuẩn bị làm bông ấy. Và em sẽ dọn hết cái này cho anh, cái cành bơi này cho anh. Rồi. Nhá. Giờ cứ để giữ. Đúng rồi. Rồi đến lúc chuẩn bị làm bông anh sẽ xuống. Dạ. Anh sẽ sâu xuống cùng em làm nhá. Dạ. Năm nay anh sẽ bám ở đây anh làm cho em. Với lại ở dưới đất mình anh sẽ có mấy vườn nữa, anh sẽ bám anh làm cho nhá. Dạ, dạ. Đấy. Đẹp mà. Bữa nay bộ lá ra đúng to đẹp. Đúng đẹp em. Dạ. Đấy. Ủa, hồ ở đây nhiều nhỉ? Có cá lóc không? Có ăn. Rê cá lóc được không? Được, lần sau anh cần rê. Hả? Cá lóc nhiều. Nhiều hả? Rồng quá trời không? Ờ được đấy. Bữa nào xuống đây bây giờ thả hết cá đến mùa làm bông. Dạ. Xuống anh em mình ngồi đây nhậu luôn. Dạ. Ừ. Được đấy. Mấy bữa nữa anh có mấy thằng cô em nó làm cũng giỏi lắm. Mấy bữa nữa anh chặt cho tuổi anh em ấy. Dạ, dạ. Mấy bữa nữa gặp mấy chiến hữu xuống đây nữa nó cũng đẹp luôn. Dạ. Ừ. Bộ lá. Đẹp đấy em. Nhưng mà có cái điều là cái lá của em còn bé này. Nhưng mà giờ bắt đầu nó lớn này. Đây này. Em thấy không? Cái phân của anh bắt đầu nó đẩy lá cho em này. Còn cái lá cũ ngày xưa của em này nó rất là ngắn luôn. Dạ. Yeah. Nhá. Mình giữ xịt thôi, mình chứ không có ấy làm gì đâu, đừng bỏ phân NPK nhé. Không, đừng cái giai đoạn này đừng bỏ NPK nữa. Em đi cho anh 5 kg phần nở đây nhá. Tạm thời sắp tới đây. Về cái mô đất như thế này. Được rồi. Được rồi, mô đất này được rồi. Không cần thiết nữa. Bây giờ đừng có đụng chạm đấy nữa.
Bây giờ chuẩn bị làm bông rồi, bây giờ đụng chạm rễ nó không được nữa nha, nó lại tháo cái đòn. Bây giờ em cứ để lại cho anh. Còn trong cái quá trình làm sang năm tới cứ điều chỉnh gì anh sẽ nói nha. Chứ bây giờ anh nói với em này, anh phân tích cho em nghe này. Bây giờ bản chất cái gốc của nó đã như vậy rồi. Bây giờ em có thể bứng, em không thể nào nâng cao được nữa đâu nhá. Bây giờ em có lấy đất ở ngoài em gon vào nữa thì cái bản chất của nó rễ đã nằm sâu như nó vậy rồi thì nó vậy rồi, chứ bây giờ không thể làm được nữa. Mà mình có san đất bằng không? Không cần nữa. Cái này em tưới bét hay tưới tưới gì? Chưa nắm hệ thống đó. Năm nào hệ thống sắp tới em chắc phải tưới gì á. Tưới gì? Tưới gì còn không em lắp bét. Lắp bét thì bây giờ anh chỉ cho, bây giờ nó dễ thôi. Bây giờ em lắp bét. Giờ mình có đường ống chính rồi. Đường ống chính chưa? Đường ống chính bữa mình tới cái dây ống này nè. Em không đi em không đi đào dưới nữa, em đi lên trên này cho anh. Đi được trên đó anh. Anh lấy ống 21 á. Em đi thẳng từ cây này sang cây kia cho anh luôn. Ví dụ cây nào ở giữa mà nó bị xa quá thì em chống lên cho anh. Hiểu chưa? Sau này em làm cỏ được. Sau này đây này, ví dụ là từ cây này sang kia. Em đi sang này sẽ bắt đầu là sau này chọc chọc cái quay đầu xuống. Quay đầu xuống chứ không quay đầu lên nữa. Quay đầu nên là mai mốt mình tưới là bị dính vô cái phấn bông rồi nó hay bị... Ừ đúng rồi. À. Không như vậy, như thế này này, đây một bét em đưa xuống dưới đây ra kia, em đưa một bét dưới kia nữa là coi như nó phủ hết cho em rồi. Lấy cái bét T700. T700 là em cái bét đấy rẻ mà, có 6.000, hơn 6.000 một cái bét. Chủ yếu bét đấy em thấy là tưới hiệu quả nhất rồi. Ừ, cái bét đấy là tương đối, bởi vì tí nữa em đưa cái điện thoại của thằng Quynh ở cứ chút Đắk Nông này, nó gửi lên cho em thì có tính 6.000, em cứ nói là chỗ anh ấy, nó giảm giá cho em. Ừ. Đó vậy thôi. Mưa nhiều quá mà nó đóng rong. Rong rồi. Đó em làm cái bắt đồ đồng đi. Dạ, dạ. Phủ cái thằng vô cho anh nhá. Bắt đồ đồng biết làm chưa? Rồi làm bắt đồ đồng xong rồi cỡ xịt hai cứ thứ ba đó là mỗi vôi thôi. Xịt hết cho anh luôn, cả lá luôn nhá. Đấy. Cảnh bơi đẹp này. Năm nay là năm thứ 8 em. Năm thứ 8 em làm hả? Năm thứ 8 cái cây này. Cây này được đây. Như đúng ra cây này là năm tới em làm là đạt sản lượng cao lắm này. Cây cành rất là nhiều luôn. Mà cây cũng được nữa. Này. Đó.